Thánh Khư tập 45 Lúc bây giờ Sở Phong muốn thử làm cho hạt giống Trong hộp đá rễ này mầm lên Lần nữa dùng văn hoa thần bí tiến hóa Từ đó đột phá cảnh giới công xưởng cấp 4 Không nên gấp gáp làm ngay Hoàng Ngưu ngăn cản Nói cho hắn viết Tốt nhất về trước để tham dự Đại chiến núi quân luân xong Rồi hắn đột phá tiếp Trước mắt Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu Đều gặp phải một vấn đề Họ đột phá quá nhanh nhưng đều có chút bất ổn bởi vì cao đứt quá nhiều gồng giềng trong thời gian ngắn. Trước kia Hoàng Ngưu đã nói với Sở Phong rằng trái đất đang dần dần khôi phục, có rất nhiều cơ duyên. Tu luyện ở nơi này một năm có thể sánh bằng mười năm của thế giới khác, thậm chí đến tới cả trăm năm cũng vậy. Điều này không phải chỉ nói cho vui, mà giống như là trường hợp của bọn họ vậy. Mỗi lần đều đột phá hai và cấp độ, thực sự có chút hằng quá hóa dở. Hiện tại, Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu đều đang cực lực hóa giải tai họa ngầm. Nếu không có lẽ, với đạo cơ sẽ bất ổn, tương lai sẽ xảy ra vấn đề lớn mất. Nhưng mà Hoàng Ngưu cũng nói thẳng ra, sở phong luân phiên đại chiến tại châu Âu, giết nhiều sinh vật cấp vương như vậy, có lẽ sớm đã củng cố được cảnh giới trước mắt. Bất kể nó như thế nào, nó đề nghị sở phong về côn luân trước, xem tình huống rồi quyết định đi. Sở phong cũng gật đầu, hắn liên tục đột phá, hai cấp công xiềng tiến hóa thần tốc lẽ ra đã tích lũy một chút nhưng mà hắn cảm thấy mình không có vấn đề gì lớn đại chiến với sư tử hoàng kim cũng được coi là điều mạng tranh đấu sau đó hắn cảm thấy tinh thần khí của bản thân đều nhảy lên tới đỉnh cao nhất bây giờ tinh lực cực kỳ dồi dào không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào đạo cơ của hắn rất là vững chắc về côn luân đi rồi đột phá sau đó tham dự đại quyết chiến sợ phong tượng nhủ với bản thân cuộc gọi dâm đã kết thúc nhưng sở phong cũng không lập tức lên đường trở về Hắn có chút lo lắng không đủ số lượng tinh thạch đỏ Sợ hạt giống khó mà mọc rễ này bầm được Bởi vì hạt giống kia cũng đang không cần tiến hóa Mỗi lần khôi phục dị thổ Cần dùng cũng phải cần phẩm chất càng ngày càng cao Lên số lượng càng ngày càng nhiều Mục tiêu chính là phạt đi căng Sở phong nhắm vào tinh thạch đỏ ở đây đó Lần trước đi quá vội vàng Không cẩn thận thu gom cho đầy đủ Mặc dù nơi đó đã bị đổ tung san bằng, nhưng hắn tin tưởng rằng kết giới dưới mặt đất sẽ không bị gì. Hơn nữa hắn biết, trên kết giới dưới mặt đất còn có một vết nứt, hắn có thể chui vào được. Sở phong luồn vào một cung bay bay, sau một ngày thì đáp xuống Italia. Sau đó, hắn bận giờ đi đến Vatican, lại lần nữa đi đến mảnh cổ địa thần thánh ấy. Nhưng đời trước mắt này hoàn toàn không dính dáng gì đến thần thánh hết. Tường đã đổ gạch ngói vỡ vụn phủ khắp mặt đất chỉ còn lại một đại giáo đường rộng rãi đứng sừng sững nơi đó còn lại thì đều bị phá hủy hoàn toàn vùng đất này bị phóng xạ quá nghiêm trọng không phải sinh vật cấp vương thì rất khó đi vào nhưng loại phóng xạ kinh khủng này lại không ảnh hưởng gì đến sở phong được nhục thể của hắn cực kỳ bền vững không sợ các tiếng bức xạ đồng thời trong cơ thể hắn có một năng lượng thần bí bảo vệ sở phong dạo bước trong đời hoàng phù này không có bất kỳ ai vườn thanh dược đã hóa thành một hố to, trên đầy bị thổi bay. Hắn đây vì kiếm đào đất, cuối cùng tiến vào dưới lòng đất, sau đó cẩn thận tìm kiếm. Hắn lại tìm kiếm được kết giới lúc trước, một lần nữa. Hắn cơm một mạch mà đào bới, Vừa vét tình thạch đỏ mà lên trên. Đây vốn là dị thổ, nhưng dựa theo lời của Hoàng Ngưu thì nó đã dính vào huyết tinh của cường giả, sau đó thì biến thành thế này. Hiệu quả còn mạnh hơn dị thổ bình thường rất là nhiều vạn linh huyết dược đã khô héo rồi sao? Trên thực tế, sở phòng tên nơi đây là cũng do đang thèm bốn gốc cây nhỏ sắc thái lộng lẫy kia. Kết quả thì phát hiện nó đã khô héo. Lần trước tiến hành hình thức tấn công mưa đạn hạt nhân phá hư sự sống của vườn thánh dược, các rễ cây của cổ thụ thần thánh đã được kết giới bảo hộ sẽ không bị hủy đi. Thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể sinh trưởng lên mặt đất nữa. Kết quả gốc cây nhỏ sắc thái lộng lẫy kia đã khô héo dưới lòng đất đụng nhầm một cái là bể nát hóa thành tro bụi đáng tiếc thật sợ phong chỉ biết thở dài đồng thời hắn biết chắc chắn trì ề đã thức giận đến phát cuồng lên tâm huyết lãng phí một cách vô ích sợ phong không tiếp tục để ý tìm kiếm tinh thạch đỏ ở trong này cho đến tận nửa ngày sau hắn hài lòng rời đi đã tìm được một đống to còn nhiều hơn lần trước nhiều cái túi cao bằng người đều đã tràn đầy sợ phong đứng trong đống đổ nát hắn chụp mấy bức ảnh để làm kỷ niệm. Vốn hắn còn muốn đi phá xảo huyệt của Hắc Long Vương, sau đó suy nghĩ một chút thì thôi bỏ đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thu gom đủ tinh thạch đỏ rồi thì vẫn nên tranh thủ thời gian về Côn Luân đi. Đồng thời lần trước, hắn dùng đạn đạo làm đổ tung Vatican, đoán chắc bọn người Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương đã tỉnh táo lại, cũng sẽ sai bảo tộc nhân rời khỏi xào huyệt. Đồ vật mang đi có giá trị kinh người cuối cùng sở phong thuận lợi về hy lạp lấy phần tinh thể đỏ chôn ở dưới đất trước đó lên sau đó chính thức bước lên lối về khi đi tới hẻm núi sương bù sở phong rất cẩn thận và thận trọng hắn dẫn nhân vật dạng như Chiê sẽ canh dự ở chỗ này dù sao hắn từng chặn giết mấy nhóm vườn giả của đối phương ở đây kia mà hiển nhiên hắn lò xả quá rồi bây giờ cao thủ tuyệt thế đột phá cảnh giới công xiềng cấp 6 cũng không có thời gian trấn thủ một đường hầm hắn thuận lợi vượt qua cửa ải rồi trên thực tế, nếu thật sự gặp phải loại nhân vật kia, hắn cũng không có sợ. Hắn tự tin tốc độ bây giờ của mình sẽ không thua gì bọn người lão sư tử Bắc Cực Vương. Suốt cuộc giờ phong đã đạp chân lên mảnh đất phương Đông. Ta đã về rồi đây. Hắn gào thét. Trong thời gian gần đây, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Bây giờ thì hắn chính thức quay trở về. Đứng trên mảnh đất phương Đông, Sở phong vừa đi vừa bấm số điện thoại của một số người. Bao tin hắn không bị gì hết còn sống sót trở về. Ngoài trừ Lâm Đặc Y, bọn người Lục Thông, Âu Dương Thanh, Diệp Hình Du đều giật mình. Lâm Đặc Y đứng bên bờ Đông Hải, lộ ra nụ cười. Cô ta đã sớm hoài nghi sở phong còn chưa có chết. Ngày hôm đó, trong ngọc hư cung, Lục Thông kích động đến không nhịn được Quạt toàn bộ tiếng, không cẩn thận kéo đứt dầu phép của mình. Ngào Đây là tiếng gào ngân dài của đám người thiền lý nhãn thuận phòng nhĩ. Bọn họ kích động đến hỏng mất rồi nhưng những người này đều không dám để lộ ra. Dù sao sở phong còn chưa trở lại côn luân sơn, giờ hắn gặp bất trắc trên đường về. Bọn họ đều đoán được một loạt đại sự ở phương Tây kia chắc hẳn đều là do sở phong làm. Côn luân, ta đã trở về, ta muốn đột phá ở chỗ này, tiến lên cảnh giới gông xiềng cấp 4, sau đó tham dự đại quyết chiến cuối cùng. Sở phong hô to, hắn tăng thêm tốc độ mà nhanh chân chạy vội. Sau khi đi ra khỏi thùng lũng tần cường, sở phong bắt đầu thận trọng nếu xui xẻo mà gặp phải quân Đông Trinh Thì phiền phức to rồi Một mình hắn thần cổ thế cô ở bên ngoài Thế nào cũng giữ nhiều lành ít Trong sa mạc Có hàng loạt gốc cây hổ dương Chúng rất giỏi chịu hạn Sức sống cực kỳ ngoan cường Thân cây lại cứng cáp Có màu xanh lá Cũng có màu vàng rực Kết hợp lại với nhau Thì mang theo chút phổn thịnh của sinh mệnh Lại có nét tăng thương của năm tháng trôi đi Sở phong phát một túi tinh thạch đỏ thật lớn trên lưng mà bước đi trong sa mạc hắn ghi tới rất nhiều điều lúc trước khi lần đầu tiên tới khu vực tây bộ hắn từng nhìn thấy hoa bì ngạn màu lam nở rộ trong chớp mắt rồi lụi tàn trông cực kỳ yêu dị hắn cứ nghĩ mãi lúc ấy đo hoa màu lam trải rộng cả đất trời kia đến cùng có sinh ra ảnh hưởng gì với hắn chăng hắn đã từng hỏi thăm hoàng ngưu phân hoa sau khi nở rộ của loại hoa này có thể đẩy mạnh sự tiến hóa của nhân thể hay không lúc ấy hoàng ngưu nhíu mày bảo đây là một loại hoa hết sức quỷ dị, các phải cũng không biết là lành hay là dữ. Hoàng Ngưu còn phỏng đoán, biển hoa màu lam nhìn như rải rộng cả chân đất, khi thật chỉ là một gốc hoa cổ. Sẽ quần nó chôn sâu dưới lòng đất vùng tại mạc này. Thiên địa dị biến, nó bắt đầu sống dậy, cho nên cũng tạo thành cảnh tượng quỷ dị mà sở phong trông thấy đó. Loại hoa kỳ hết sức thần bí, cũng dị thường đáng sợ, khiến cho cả Hoàng Ngưu cũng phải kiêng kỵ nói thẳng cho dù là nó cũng không biết lại địch chân chính của thứ này. Theo lời nó nói, hoa bỉ ngạn màu lam rất có thể có liên quan đến một vị thánh nhân nào đó, cần trở lại thế giới kia của nó rồi cẩn thận tìm đọc cổ tịch mới biết rõ. Trời thì nắng trang trang, xà mạc, nóng như lò lửa. Sở phong thi triển thần túc thông, mặc dù không dồn sức mà tăng tốc, nhưng hắn vẫn đi cực kỳ nhanh. Mỗi một bước đi đều như biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ở một chỗ rất xa. Rốt cuộc đã rời khỏi đại mạc, dần dần tiến vào vùng núi. Điều này khiến Sở Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi lại trong núi rừng sẽ không dễ bị phát hiện. Hắn bắt đầu trèo đèo lội suối. Trên đường đi, hắn cứ mãi tìm kiếm, muốn hàng phục một con mãnh cầm. Nếu không thì núi non trùng trùng điệp điệp, núi lớn vắt ngang thế này. Dù tốc độ của hắn có nhanh đến mấy, thì cũng không có thả ga mà chạy được. Sở Phong rất là xui xẻo, trên đường đi, đừng nói là mãnh cầm, cho dù là dị tộc bình thường thôi thì cũng ít thấy nữa. Hắn biết được sự thật từ miệng một con sói hoang, đại quân thông chinh đi ngang qua, từng điều động một vài dị tộc khá mạnh đi theo, kẻ nào dám không theo đều bị giết chết hết. Ven đường đi, rất nhiều dị tộc nghe được tin này thì trốn chạy hết cả. Sợ phong oán hận không thôi, muốn tìm một con mãnh cầm chờ hắn bay trở về Côn Luân thì cũng không được chỉ có thể dựa vào bản thân mà phí nước đại mà thôi. Đó chính là dựa vào bản thân đấy. Sớm biết như vậy, mình để mạng của hồi ưng vương hoặc là kền kền vương đại thì tốt rồi. Coi như là thú cưỡi cũng được đấy. Cuối cùng áo quần làm lũ bẩn thiểu, dựa vào đôi chân của mình mà lao vun phút đến núi côn luôn. Một trận dây pho răng xéo khiến cho hắn oán thầm không thôi. Coi như củng cố cảnh giới đi. Trên đường đi, Hắn không ngừng đẩy tốc độ cực hạn mà chạy như điên, giống như máy bay, bay tốc độ siêu âm vậy, độ đùng đùng cả đường đi, dẫm nát núi thấp đổi cao, đạp rạn cả sơn cốc. Cảnh tượng nhìn vô cùng kinh khủng. Sợ phong dốc hết toàn lực, mỗi lần đều dồn đén đến huyết dịch sôi trào, quanh thần đóng hổi. Lúc sự chịu đựng không được nữa, hắn mới chịu chạy chậm dần. Cho nên dọc theo con đường cũng còn như tu hành. Dù đang trong đêm, hắn cũng không nghỉ ngơi gì mấy, rốt cuộc cũng trở về rồi. Cách đó gần bấy chục dặm, hắn phát hiện quân đồng trình. Hắn cảm giác tránh đi, đi vòng qua để tiến vào núi Côn Luân. Dừng lại. Bây giờ là thời kỳ bất thường, phải đi phóng nghiêm ngặt. Cường giả trong núi Côn Luân đang thay phiên nhau cảnh giữ. Cho dù là chỗ miệng núi cũng có sinh vật cấp vườn trấn giữ. Nếu tình huống không đúng thì cứ thét dài một tiếng, trừ vương sẽ cùng nhau lao qua đó. Một vài dị tộc đã hóa hình người cầm các loại bình khí lấp lóe ánh sáng lạnh trong tay của mình. Chúng nhìn chăm chăm như hồ trình bồi. Nơi này nghiễm nhiên trở thành một vùng thánh địa của yêu tộc. Người là ai? Các sinh vật cấp vương đang trấn giữ ở đây cũng bị kinh động. Hắn tự mình đuổi tới. Đó là một gã trung điên, trên đầu mọc ra một cái xưởng to đùng. Ánh mắt bắn ra tia điện, nhìn chăm chăm vào miệng núi này. Sợ phong vừa nhìn thấy hắn thì thật vui vẻ. Đây không phải là tảng đình dương vương à? Cái xương bị hắn cắt phăng Mọc ra cũng nhảnh đấy Là ta đây Bộ dạng bây giờ của sở phòng Thực sự quá thê thảm Áo quần rách rưới như sắp thành vải nát Đầy người là bụi đất Trông thật là bẩn thỉu Trên mặt thì mồ hôi hòa với bụi đất Hình thành bằng vết vẩn thật lớn Không nhìn kỹ thật sự không nhận ra Người là... Tàng Đinh Dương Vương nhìn trong chọc vào hắn Sau đó thì bịch 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 Lùi về phía sau mấy bước Cả thật giật mình kêu lên Đứa không ngờ người này sẽ là hắn ba vương này không phải đã chết rồi sao người không phải là Shhh, im lặng nào sở phong ra hiệu với cả ta sau đó hắn sải bước đi tới tăng linh dương vương có bóng mà tâm lý với hắn lần trước bị giày vò thảm quá mức xương thường thật nhiều ngày mới khôi phục lại bây giờ nhìn thấy sở ba vương này lại khởi tử hồi sinh tâm tình của gã thật là phức tạp bảo vệ tốt miệng núi có việc lập tức phát ra cảnh báo nhé linh dương tây tạng quát lớn những dị loại kia gã ta tự mình dẫn sở phòng đi vào trong núi trong lòng thì lo sợ bất an các nhỏ giọng hỏi thăm tình huống của sở phong là như thế nào bên ngoài đều tung tin rằng hắn đã chết ở Vatican việc này thì nói sau đi sở phong nói cho gã ta biết không muốn tiết lộ tiếng gió muốn đến ngưu vương cùng trước hắn muốn đi gặp hai con trâu ngay đảm bảo không có chuyện gì tốt tăng linh dương vương oán thầm đồng thời trong đáy mắt thôi mà gã ta đã suy nghĩ rất nhiều điều. Mà vương này biến mất thời gian lâu như vậy thì thật là không bình thường. Sợ theo tính cách của hắn mà nói đã bị thiệt thòi lớn như thế ở Vatican thì không có khả năng không thể phản kích. Nghĩ tới đây, đồng tử của tàng linh dương vương trướng to lên, dùng mình một cái, âm thầm chấn kinh. Không phải đấy chứ, chẳng lẽ mấy chuyện rầm rộ gần đây bên Âu Châu đều đã do cái tên này đàm ra hay sao? Gã ta dẫn hết lồng tóc lên, quyết định về sau không thể mang lòng thủ địch với ma vương này. Tên này thật đáng sợ, quả thần chính là tên đồ tể mà. Trên một ngọn núi khí thế to hào hùng, có một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững. Nơi này chính là ngưu vương cùng đấy. Trên núi nồng đậm linh khí, suối trong cuồn cuộn, những phiến đá trên từng cây thân đều là xanh viết sáng long lanh. Trái cây đỏ mọng treo chi chít, hương thơm sọc thẳng vào mũi. À, huynh đệ người đã trở về, sao lại thông báo cho ta biết trước chứ? Đại Hắc Cưu rút lên một tiếng quái gì sau đó lao đến, sợ phong. Hoàng Ngưu cũng ngầm bầm chạy tới. Hai tên bọn họ đều hóa thành hình người, họ nhiệt tình bằng kích động. Mấy ngày nay cũng được gọi là sinh ly tử biệt rồi. Hai con trâu này nghĩ là hắn đã chết rồi, cho nên ái náy cũng rất lâu. ha ha ha, trở về thì tốt rồi, nhưng mà sao bộ dạng của người lại thành ra thế này, nhìn chật vật quá thế. Đại Hắc Cưu cười nói, Ông thừa không quan tâm ngày đêm mà chạy hai ba vạn dặm đi rồi biết. Sở phong tức giận đáp. Mẫu chút là con phải thường xuyên đi lòng vòng lòng vòng, phải cong quẹo đủ hướng đấy. Hai con trâu đang có khách đến nhà, mà người này cũng theo tới. Khi thấy sở phong thì ông ta há miệng rất lớn, bộ dạng như nhìn thấy quỷ vậy. Đó chính là Hắc Hùng Vương. Lúc trước, sở phong đến được con luân cũng chính là nhờ con Hắc Hùng này tự mình đón đưa, dùng một con cử cầm màu bạc trở tới Hắc Hùng Vương giật bắn cả mình, nhìn thấy sở phong khởi tử hoàn sinh thì không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi. Chạy đi gọi điện thoại cho người ta. Sở phong im lặng, cứ ngỡ là con gấu già này muốn biểu hiện thân mật với hắn, đi đến lôi kéo làm quen kể chứ. Không ngờ lại có phản ứng như vậy. Hắc Hùng Vương thầm bất an trong lòng, trực tiếp bấm số điện thoại của cháu trai là Hùng Khôn của ông ta, lập tức bắn xối xả lên đầu. Này thằng gấu con, lần này mày hố cha, hố ông nội không hả? Hùng khôn đang ở trong thành phố Thuận Thiên xa xa thì choáng váng đầu óc. Ông già này đang đổi điên cái quái gì thế? Không biết trắng đen, trái phải thì đã giống hắn rồi. Mà nghĩ cũng sắp bị ông giống cho rách cả rồi. Ông đội, xảy ra chuyện gì rồi? Hùng khôn thật thật trọng xè xặt mà hỏi. Hắc Hùng Phương hạ giọng nói. Gần đây ở bên ngoài, mày có mắng sở ma phương hay không hả? Ở đằng xa, hiện tại chính lực của sở phòng đặc biệt nhạy bén trực tiếp đã nghe thấy hắn lập tức cầm đính, rất muốn nói một câu cậu hùng ông nội ngươi thì ra là chột dạ rồi ở thành phố thuận thiên hùng khôn cảm thấy thật không thể hiểu nổi trước đó mặc dù hắn ta rất muốn mắng sở phong để trong lòng mình thống khoái một chút bởi vì lúc trước bị trấn áp quá thảm thương thì nhưng cuối cùng hắn ta lại do dự hắn ta bị hồ sinh làm ảnh hưởng cho nên cũng có chút nghi thần nghi quỷ không dám trắng trận nguyên rủa đồng thời cũng sợ hai con trâu trên côn tuần sơn đi kiếm chuyện với ông nội của hắn ta. Không có mà, lần này con đâu có nói gì đâu, sao phải hả ông nội, không phải hắn đã chết rồi sao? Hùng khôn lại nói, không có thì tốt, cấm miệng của mày lại cho tao, về sau không được phép nói xấu sở vương nữa. Lão Hùng Vương cảnh cáo vô cùng nghiêm khắc, sau đó trực tiếp dập máy. Ở thành phố Thuận Thiên, Hùng Khôn trực tiếp hóa đá. Một đám bạn bè ăn chơi trác táng của hắn ta cũng không hiểu ra làm sao. Bọn họ hỏi thăm hắn làm sao vậy? Có chuyện là lạ rồi đây. Hùng khôn lưng hùm vai gấu, nhìn thế nào cũng là một gã đàn ông lực lưỡng. Nhưng hắn ta cũng không ngủ ngốc đâu. Hắn suy nghĩ đến những lời của ông nội mình thì rất nảy mình, rồi chật rung mình một cái, rồi lại sinh ra hoài nghi. Sau khi đám người hồ sinh, lục tình biết được chuyện gì đã xảy ra, cả bọn đều run rẩy quay mặt nhìn nhau một hồi. Họ không dám tin tưởng họ đều bị làm cho sợ choáng váng. Ngày đó trong thành phố Thuận Thiên có một tin tức ngấm ngầm lưu truyền, bảo là sở ba vương có lẽ còn chưa chết. Đây là tin từ đâu truyền tới thế, thật là buồn cười. Bên phía Phan Thị Căng cũng đã chứng thực, hắn đã chết rồi, làm sao mà còn có người nói hắn còn sống được chứ? Dị tộc có nhất mạch khổng tức, thường làng tộc đều đang cười nhạo, căn bản không chút tin tưởng nào. Hắn còn sống à? Khương Lạc Thần giật mình, mở to hai mắt. Không thể nào, sớm có tin xác nhận hắn đã chết ở phương Tây. Sao giờ còn sống được cơ chứ? Khẳng định là lời đồn nhảm rồi, không thể tin được đâu. Hạ Thiên Cử lắc đầu nói. Các đại thế lực nghe được tin tức này đều giữ lại thái độ hoài nghi, bởi vì chuyện này căn bản không có căn cứ gì. Ở Côn Luân, sau khi nói chuyện với cháu trai hùng khôn của mình xong, Hạ Hùng Vương lập tức yên tâm hết sức, thở cũng dám không mạnh lên gương mặt đen thui nọ nở nụ cười tươi tắn như hoa ông ta lao tới phía sở phong trong một cái ôm kiểu gấu không ngừng nói mấy lời may mắn đại nạn không chết tất có phúc về sau sở huynh đệ nhất định trở thành thánh về sau toàn lực dùng hết vào huynh đệ để kiếm cơm đấy hắc hùng vương nhiệt tình đến buồn nôn rồi ông ta đã chính thức tiến vào nơi quần luân trở thành một thành viên của nơi đây chuyện này cũng dò vào đặc sĩ thôi bởi vì chỗ của ông ta gần nơi này quá cho nên bị bắt tới ông ta không dám không nghe theo về sau nơi này sẽ có một ngọn đối cho ông ta bây giờ ông ta cũng coi như là một cột lên chiếc chiến gia côn luân này đại thắng ông ta có được rất nhiều lợi ích đại bại thì sẽ cùng thảm hại như nhau chuyện sở phong sống sót trở về làm kinh động trừ vương chẳng mấy chốc thì đã có một đám vương giả xông đến ngưu vương cung sau khi tận mắt nhìn thấy hắn thì cả đám đều giật mình sửng sốt Mã Phương là một đại hán đầu trọc Cao tới một trượng Hắn ta cười ha ha rồi nói tiếp Ta biết ngay sở huynh đệ không phải cái chết yếu mà Phục lớn mạng lớn Vận bệnh cũng lớn Là chàng trai tuyệt vời xứng với con gái của ta Nàng nhắc đến con gái của hắn ta Cả đám người bật tiếng cười vang Sở phòng thì bất đắc dĩ Sở huynh đệ này Đến cùng là như thế nào thế Kể cho bọn ta nghe chút xem Một vị nhân mặc đồ cổ trang Đầu đầy tóc xanh tha thướt, yểu điệu đi tới, xa rẻ cô ta như mỡ đông, đôi mắt to như làn nước trong veo. Đây chính là bàn vương của bản tự động. Cả đám vương giả của đứa côn luân sơn hỏi thăm. Sở phong không có khả năng giấu giếm. Hắn nói đơn giản về những chuyện đã trải qua. Sau một lúc lâu sau, nơi này vẫn cứ là im lặng như trước. Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, hít vào một hơi thật sâu. Mấy ngày nay, bọn họ cứ luôn vỗ tay khen hay, tán thưởng cho mãnh nhân phá rối phương Tây kia. Không ngờ người đó lại là sở phong Từng sự kiện Từng sự kiện kinh thiền động địa thế này Thì thực sự là khiêu chiến trình độ kiên cố Của dây thần kinh của cả đám người này Chư vì à Tạm thời cho nên tiết lộ tình huống của huynh đệ ta ra Phải thận trọng trước đã Đại Hắc Ngưu khuyên bảo Đây là quyết định sau khi bàn bạc Giữa nó Hoàng Ngưu và Sở Phong Bởi vì cuộc đại chiến sắp diễn ra Nếu trực tiếp tung ra chuyện Sở Phong Chính là người thần bí đại đáo thế giới phương Tây tất nhiên là sẽ gây ra một cơn lốc dữ dội. Đến lúc đó, một đám cương giả khủng bố đã đột phá cảnh giới không giềng cấp 6 là lão sư tử Hắc Long Vương, lão chúa tể Ma Ca Rồng chắc chắn sẽ tức đến đỏ cả mắt, đều sẽ để mắt tới hắn, tất nhiên công nghĩ biện pháp giết trước đi rồi tính chuyện khác. Chờ chúng ta diệt trừ Phải đạo quái vật kia rồi thì không sợ chỉ nữa rồi. Hoàng hưu cất tiếng nói, tốt lắm. ngao Vương gật đầu, hắn là cương giả tuyệt thế đã đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6. Ở núi Quần Luân, hắn ta có quyền lên tiếng rất lớn. Sau khi trung vườn tán đi, Sở Phong lập tức để Hoàng Cưu xem xét giúp hắn. Cảnh giới của hắn có vững chắc không? Có vấn đề gì khác không? Rất ổn đấy. Hoàng Ngưu ngạc nhiên, chỉ có thể đoán chừng là do sở phong trải qua rất nhiều cuộc đại chiến ở phương Tây, cho nên đã củng cố được thành quả tiến hóa. Tốt, vậy ta cũng an tâm. Sở phong bừng húm chuẩn bị trồng viên hạt giống kia để giúp cho mình tiến hóa một lần nữa. Buổi chiều hôm đó, có một tin tức gây chấn động thiên hạ, đang truyền tin lão sư tử, lão ba ca sông đang quan sát địa hình lân cận của núi Cồn Luân là đang làm chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Đồng thời có một tin tức khác truyền ra, đại sư yêu gà cổ Ấn Độ Phạm Lâm đã đến Cồn Luân từ lâu. Hai ngày qua không ngừng thực hiện phương pháp hô hấp để sức mạnh của mình nhảy lên tới tầng tối cao. Tiếp đó lại có một tin tức làm người ta rung động Đó chính là Chi Ê lại tự mình lên đường Cũng sắp đến chiến trường Côn Luân Chi Ê, cái lão giả chết tiệt kia cũng sắp đến rồi Ta phải đánh cho lão ta tan xác Trong lỗ bụi đại hắc ngưu phun ra khói trắng Suy nghĩ cẩn thận Tất cả những gì xảy ra ở Vatican Đều đã do một tay lão kỵ sĩ này làm ra Bẫy chết nhiều vương giả như vậy Xuyên chút nữa Khiến cho cả đám người đại hắc ngưu cũng gặp nạn theo Ông đánh thắng được sao? Hoàng Ngưu đáp lại một câu khiến cho nó nghẹn họng. Chị là cương giả tuyệt thế đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6. Chỉ có loại mạnh nhân như Ngào Vương mới có thể đối kháng. Dù cho đại hắc Ngưu đột phá cảnh giới công xưởng cấp 5, thực lực rất mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ. Đạo công xưởng thứ 6 rất khó đột phá. Tất cả người ở cấp độ này đều cực kỳ mạnh mẽ, cao cao tại thượng. Mọi người cũng đủ để nhìn xuống trừ vương Sở Phong không để ý đến bọn họ, hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị chôn hạt giống xuống, sau đó tiếp tục tiến hóa. Ta muốn tiến hóa bên trong Ngưu Vương Cung, Sở Phong lại nói, hạt giống bên trong hộp đá rất là quan trọng, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, ngay cả chư vương của núi cồn đồn cũng phải giấu. Nếu không chắc chắn sẽ có đại họa, sẽ gây ra gió tành mưa máu ngay. Ngưu Vương Cung trong một đại điện có trần nhà bị đục thủng, mảnh ngói bị gỡ đi ánh sao đầy trời chiếu vào bên trong. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm mấy lần trước, lúc hạt sống mọc rễ nảy mầm, cuối cùng nở hoa, rất có thể có liên quan tới ánh sao, ánh trăng, thậm chí là ánh bình minh. Sợ phong hít sông một hơi, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, toàn thân long lánh, huyết khí giống như đại dương ẩn núp bên trong cơ thể. Hắn cực kỳ là cường tráng. Trên mặt đất của đại điện này đã bị đào ra một cái hố sâu, lộ ra tầng đất Sở phong buông một cái túi da cao cấp một người trưởng thành xuống, đổ tất cả tinh thạch màu đỏ bên trong đó vào hố. Lập tức nơi này có ánh sáng đỏ nở rộ, ánh hồng cuồn cuộn phát ra, để toàn bộ cung điện đều phát ra ánh sáng, bởi vì tinh thạch quá sáng lạ. Xa xa nhìn lại, giống như là có ánh lửa bốc ra từ bên trên nóc cung điện bị thủng đó, hoàn toàn đỏ đậm. Đại Hắc ngưu canh giữ ở bên ngoài đại cung, hoàng ngưu canh giữ ở bên trong cung, hộ pháp cho sở phong phòng gừa có nhân tố ở bên ngoài quấy nhiễu hai con trâu chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch sợ phong lấy hộp đá từ trong ngực ra ở trong đó có ba hạt giống hai trong số ba hạt giống đó vẫn khổ quát rúm gió thiếu sức sống như cũ chỉ có một hạt có sức sống bừng bừng thôi đồng thời hạt giống này cực kỳ đặc biệt toàn thân màu vàng giống như một thanh kiếm nhỏ dài một tấc sau khi tới tay lại trĩu nặng nặng hơn rất nhiều so với kim loại bình thường nói ra sẽ không ai tin tưởng nó lại là một hạt giống ngay cả sở phong cũng không biết phải nói gì hạt giống này sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ khác biệt với lần trước nhưng hóa thành kiếm thể như thế này vẫn khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn có thể dùng như phi kiếm hay không nhỉ rất nhiều lần hắn sinh ra ý nghĩ như vậy nhưng vẫn luôn không dám thử sợ hạt giống sẽ vỡ vụn vì đi bảo vật hiếm có bây giờ sắp chôn hạt giống này xuống để nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm nếu như không có gì ngoài ý muốn, nó có thể thuận đợi sinh trưởng. Đất trường Đó chừng hạt giống sẽ biến đổi thêm một lần. Như vậy kiếm nhỏ sắp biến mất, hóa thành một loại hình thái khác mà hắn không biết. Sở phòng có chút hiếu kỳ, muốn thử xem sao. Bây giờ hắn đã nắm giữ võ công tinh thần, tự tin có thể khống chế tốt lực đạo. Xoẹt! Ánh sáng phẳng sáng rỡ, cả tòa cung điện đều tràn ngập kiếm khí. Hạt giống này có chút kinh người, rất thích hợp với ngự kiếm thuật nếu như không phải đã sớm biết nó là một hạt sống, Sở phong sẽ cho rằng đây chính là một kiếm thai có kích thước nhỏ mà thôi. Hoàng ngưu ở bên trong cưu vương cung, cảm giác không thích hợp, vụt xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy một màn này không khỏi ngạc nhiên. Sợ phong ngự kiếm, hạt giống màu vàng dài hơn một tấc rung động xoẹt xoẹt, tàn mắt ra chùm sáng màu vàng mãnh liệt. Đó là một loại khí tức không gì không thể phá, lại có thể dễ dàng cắt đứt cùng điện. Sợ phong giật này cả mình Cảm giác thanh kiếm nhỏ này quá thần bí Thứ này có chỗ nào đó giống như là hạt giống chứ Rõ ràng giống thần bình lợi khí hơn Hắn có một loại cảm giác Thanh kiếm nhỏ này còn rất dễ điều khiển Hơn cả thanh phi kiếm màu đỏ thắm Dường như nó vốn được sinh ra Để dành cho võ công tinh thần vậy Hoàng hưu cũng trợn trừng con mắt Nhìn chăm chăm hạt giống đó lẩm bẩm nói Làm sao có thể chứ Xoẹt Sở phong bảo hiểm thường một lần hạt tấm màu vàng hình kiếm xuyên thủng một cây cột bên trong cung điện này. Cây cột đó được làm từ thép tinh tuyệt, viết trên điều khắc các loại long phượng chống đỡ đến cung điện. Thế nhưng là kiếm nhỏ dài một tấc lại có thể xuyên thấu vọt thẳng ra, cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Về một tiếng, ánh vàng lóe lên, cây kiếm nhỏ rơi vào lòng bàn tay của sở phong. Nếu quan sát tỉ mỉ, có thể thấy nó lóng lánh nõn nà, không có một chút tổn thương nào. Thứ này thật đúng là khó lường đấy, Hoàng Cưu lao đến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nó tới gần quan sát thật tỉ mỉ. Mày biết lai lịch của nó sao? Sở Phong lại hỏi. Tôi có nghe đồn về một món binh khí khác, nhưng mà nó không thuộc về thế giới của chúng ta, mà là ở một thế giới đáng sợ khác. Tục truyền ở đó có một món vũ khí, chính là được thay nghén từ một góc thực vật, đủ để trấn giết hết thảy địch nhân. Hoàng Cưu lại nghiêm túc nói. Sự theo lời nói của nó, món binh khí đó kinh khủng vô biên, ẩn chứa uy năng khó lường, đã bị khí trấn giáo của một thánh địa nào đó truyền thừa mấy chục vạn năm. Nhưng đó không phải là thế giới của Hoàng Ngưu, nó cũng chỉ nghe đồn mà thôi, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Sở Phong và Hoàng Ngưu cùng nhau nghiên cứu, phát hiện hạt giống này rất phù hợp với võ công tinh thần. Mỗi một lần khống chế, năng lượng tinh thần rót vào bên trong hạt giống đều rất dễ chịu, sẽ không hao tổn gì. Đến cuối cùng, Sở Phong quả thực có chút không đỡ trồng, Binh khí dùng rất thuận tiện này, nếu trồng xuống chắc chắn sẽ biến mất. Được rồi, vẫn đã giao xuống đi. Sợ phong không do dự nữa, bất kỳ ngoại vật gì cũng không sánh bằng sự cường đại của chính bản thân hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao không phải binh khí cứu cực, không đáng tiếc, nó không chừng lần sau còn có thể tiến hóa. Rất đồ vật càng quý hiếm hơn thì sao? Sợ phong chôn hạt giống vào hộp đá, sau đó trồn xuống dưới hố tinh thạch màu đỏ phát sáng, đỏ tươi một mảng, như là trắng chiều nhuộm đỏ cả tòa cung điện. Sau đó thì hắn cần kiên nhẫn mà chờ đợi, Hoàng Ngưu lùi ra ngoài. Nhưng mà lần này tốn thời gian rất lâu, suốt cả một đêm, hạt giống này cũng không có mọc rễ nảy mầm. Điều này khiến cho sở phong hơi lo sợ bất an. Nhưng có thể nhìn thấy rõ, ánh sáng do tinh thạch màu đỏ phát ra đang yếu dần. Toàn bộ tập trung vào trong hộp đá. Điều này nói rõ là có hiệu quả hạt giống đang hấp thu năng lượng của tinh thạch rồi. Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu cũng từng chạy tới quan sát. Bọn nó cũng như sở phong vậy, cũng rất là khẩn trương, hy vọng hết thảy thuận lợi. Khi hai con trâu ở Vatican từng nhận được nhiều chỗ tốt do sở phong cho, lần này bọn họ hy vọng sở phong có thể thuận lợi tiến hóa, đột phá thêm một đạo công siềng nữa. Rốt cuộc thì bản thân của nó mặt trời ló dạng, anh bình minh nở rộ hạt giống có biến hóa. Trên thực tế, Ánh Bình Minh cũng không rơi vào bên trong mà bị vách tường ngăn chặn. Nhưng ở giây phút này, bên trong tinh thể màu đỏ truyền tới một tiếng vang khẽ. Một chút ánh vàng nở rộ có chồi non trồi lên. Nó mọc rễ này mầm vào thời khắc đặc biệt, cũng không phải là do ánh sao, ánh trăng, ánh bình minh gì đó. Sợ phong giật mình, xoẹt một tiếng. Đột nhiên, luồng ký tức bén nhọn nở rộ, một chùm sáng vàng Phọt lên trên trong đông tinh thạch màu đỏ hạt giống đông đã đang nảy mầm cuối cùng toát ra một đoạn mũi kiếm màu vàng đây còn là thực vật sao sợ phong ngạc nhiên lần này vô cùng cổ quái hắn thấy rất rõ ràng cũng nhìn cẩn thận chỗ non này cũng không có khác gì so với kiếm thể đó vẫn sắc bén vô cùng ánh vàng chói mắt phá đất mà mọc lên như thế đại hắc ngưu và hoàng ngưu đều bị kinh động rồi chạy vào tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó mũi kiếm cất cao bắt đầu trưởng thành từ một tấc đến ba tấc để đến ba thước quả thực như đang hình thành từ một lưỡi kiếm sắc bén tuyệt thế cái kiếm này tỏa ra ánh sáng lung linh chuôi kiếm chính là gốc rễ của nó nối liền với sợi rễ là một lưỡi kiếm sáng chói phía trên cho dù là ai nhìn thấy thì đều sẽ cho rằng đây là một thanh thần bình lợi khí sợ phong thường nhổ một sợi tóc ném lên trên lưỡi kiếm nhanh nhanh thổi ra một hơi sợi tóc lập tức đứt đôi thật sự là bình khí tốt đấy. Đại Hà Ngưu lần đầu tiên nhìn thấy hạt giống này nảy mâm, không ngờ nó thế mà sinh trưởng thành bột kiếm thai. Hoàng Ngưu cũng ngơ ngẩn xuất thần, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bên trên lưỡi kiếm dài ba xích phát ra tiếng rung động, theo nó hai bên của nó đột ngột toát ra mấy cái chả cây. Sau đó toàn thân cũng bắt đầu sinh trưởng. Sau hai giờ đã cao bằng một người trưởng thành trông vô cùng kỳ dị. Nó có bộ dáng khá cổ quái, thần giữa màu vàng kim, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một thân cây. Nhưng mà những phiên lá lộ ra trên cành cây của nó thì toàn bộ đều là hình kiếm. Khắp cây đều là kiếm nhỏ, tất cả đều là ánh vàng long lánh chói mắt, trong đó bay ra từng luồng từng luồng kiếm khí rất là dọa người. Cây này có vẻ giống như kiếm thụ của thục sơn kiếm cung. Đại Hắc Ngầu nói, nhưng nó lại lắc đầu, cái này cũng không giống cây kiếm thụ kia. Thục sơn kiếm cung mở ra bị hai con bà lấy được truyền thừa. Trừ cái đó ra, trần quý nhất chính là cây kiếm thụ đó. Nó nở ra hoa, có hình dạng như là kiếm thể, Văng dội len keng, pha ra tiếng kim loại rung rung. Mặt trời đã mọc rất cao, gốc cây này còn đang trong quá trình biến đổi. Bây giờ nó đã cao đến bột trường, phiên lá trên khắp thần cây đều như là kiếm thể. Lúc nó khẽ lay động, tạo ra âm vang rung động, cũng tràn ngập ra kiếm khí. Lúc này ngoại giới nổi sóng chập trùng, bởi vì bất luận là phương đông hay là phương tây đều đang đồn ầm lên Các thủ tuyệt thế đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6 đang tẩy tụ ở núi Côn luân sắp mở ra đại chiến tuyệt thế rồi cả thế gian đều đang chú ý có thể nói tất cả mọi người đều đang chăm chú đây cũng là lần đầu tiên hai bên đông tây chạm mặt quyết chiến với nhau ai cũng có thể đoán không ra đến tôi cùng đập phương nào có thể chiến thắng bây giờ bầu không khí rất khẩn trương ánh mắt của toàn thế giới đều tập trung ở núi côn luân tất cả mọi người đang chờ đợi đại chiến bộc phát đồng thời còn có tin tức khác bay đầy trời Tiện như có người nói sở phòng còn sống đang ở bên trong núi côn luân cái này dẫn tới gần sóng như trước khi đại chiến sắp bắt đầu loại tin tức không có căn cứ này nhanh chóng bị dìm xuống rất nhiều người đều không thèm tin đúng là một dãy núi hùng vĩ đứng ở gần đều có thể cảm nhận được một cỗ khí thức đè ép thiên hạ vô cùng hao hùng, không hổ danh là núi Cồn Luân. Lúc này, một người đàn ông trung niên bảo da trắng nõn, trên đầu không một cọng tóc, giống như một vị tăng nhân, đứng ở dưới chân núi Côn Luân quan sát. Chính là đại sứ yêu ca cổ Ấn Độ Phạm Lâm. Hạc Long Vương cũng đang ở đây, đích thần tiếp đón ông ta. Cách đó không xa, một lão trần tóc vàng, mắt vàng đi tới, mang theo lực lượng khủng hồn. Bên một lần cất bước, toàn bộ đại địa đều run rẩy một chút. Lão ta là lão sư tử vương Đây cũng không phải là lão ta cố tình làm như vậy Lão ta thật sự có lại lực lượng kinh khủng đó Bây giờ không thu liễm lại Nên tự nhiên phóng thích ra À Chỗ sâu nhất trong cồn luân Quy hương của vạn thần thuộc về chúng ta Chúng ta sẽ thành thần ở nơi đó Một ông lão tóc vàng mắt xanh khắc đi tới Nhìn như là một lão thân sĩ Thật ra ông ta chính là chúa tể ba cả rồng Sau lưng bọn họ Là vô số cường giả tụ tập ở bên ngoài của núi côn luân tùy thời chuẩn bị tấn công chỉ cũng đã tới đang tiến hành trình đốn quân lực thiếu đạo tàn nữa là chúng ta có thể liên thủ giết vào núi côn luân rồi đại chiến có thể bùng rổ bất cứ lúc nào bên trong núi tại ngự vương cung thân cây màu vàng đã sinh trưởng đến độ cao một trượng sau khi vỏ cây nứt ra giống như là vải rồng vàng khắp thân cây đều là phiên lá hình kiếm kiếm quang vạn đạo đúng lúc này Rốt cuộc nụ hoa mọc ra cái này không riêng gì là thời cơ tiến hóa của sở phong cũng là hạt giống tiến hóa một lần nữa mà lần này nụ hoa có chút đặc biệt thân cây màu vàng cao khoảng một trưởng phát ra tiếng vang leng cang khắp cây đều là những phiến lá hình kiếm nhỏ màu vàng kim tuy không có gió nhưng chúng vẫn khẽ lay động đụng vào nhau phát ra tiếng kim loại leng cang trên đỉnh của thân cây màu vàng kim mọc ra chồi non đây là nụ hoa nó đang dần dần lớn lên. Nó có hình dạng như một chiếc bảo bình, long lánh long lanh cực kỳ tinh mỹ. Bất luận nhìn kiểu gì thì cái này cũng không giống như là đo hoa mà giống như là một món đồ. Mọc trong một cái bình nhỏ à? Sở phong hồ nghi vừa nhìn chằm chằm vào nụ hoa vừa suy nghĩ. Thứ này nhìn cực kỳ không tầm thường. Đại hắc ngưu há to miệng, có hơi giật mình. Không phải sắp nở hoa rồi sao? Nhưng đây lại là một cái bình toàn thân phát sáng rất trói lọi sắc mặt của hoàng ngưu thay đổi nó rất mẫn cảm với những đồ vật như thế này trong thế giới trước đây của nó thì phi kiếm chỉ là vũ khí thông thường ngoài ra còn có các loại kính tháp chuông nếu thật là có thần tính thì sẽ cực kỳ khủng bố đấy nghệ nhân, nhân bảo bình cũng là bình khí siêu phàm huyền ảo khó lường một khi luyện thành thì nó sẽ có uy lực vượt qua tưởng tượng còn đáng sợ hơn cả thần thông cái bình từ kích thước nhỏ như lóng tay dần dần lớn lên sau đó lớn như quả trứng gà, hào quang lập lòe, tản ra sương vụ bông lung, nhìn có vẻ rất thần phí Sở Phong thì đứng dưới tảng cây, ngờ đầu quan sát. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ đây chính là hình thái cuối cùng của hạt giống, sau này sẽ không còn thuế biến nữa sao? Khi thân hình dài đến bằng bàn tay, phía trên đó xuất hiện một chút hoa văn nhỏ bé chi chít, cũng rất là phức tạp, cuối cùng phát ra một tiếng vàng khẽ. Kết quả, những hoa văn đó vỡ ra từ khe hở Ừ, vẫn là đóa hoa sao? Sở phong tỏ ra kinh dị. Nhưng hoa văn đó chia cắt toàn thân bảo bình, trở thành tương mảnh cánh hoa, chỉ đợi nở rộ thôi. May thật! Hắn thở dài một hơi, căng vốn hạt giống nở hoa kết trái. Hắn chỉ nhờ vào đó để tiến hóa, hắn không muốn nó lột xác thành một món đồ vật. Bảo bình sắp nở rồi. Mặt trên đỏ dâng lên rất cao, đã tới gần giữa trưa. Hôm nay nước cồn luân rất không yên tĩnh, bởi vì đại chiến có thể sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Chi Ê, Phạm Lâm, Lão Sư Tử, Hắc Long Vương, một đám cao thủ đều có mặt. Bọn họ đang ở bên ngoài đối côn luân, anh cũng khó mà nói được lúc nào bọn họ sẽ tấn công mạnh. Tin tức tốt là viện thủ của côn luân cũng lần lượt đến. Lão Ngưu, ngươi ở đâu? Chỗ này của ngươi đỏ rực như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Hay già sao để tháo gỡ một góc nóc phòng của ngưu vườn cùng chứ? Có sinh vật cấp vườn tới chơi. Đại hắc cưu tranh thủ thời gian xông ra ngoài. Đây chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho người khác sống tới. Không bao lâu sau, nó đuổi cười đó đi, sau đó trở lại trong cung, vừa đúng lúc nhìn thấy nụ hoa nở rộ. Trên đỉnh cây màu vàng kim phát ra tiếng vang nhỏ, cánh hoa hình hình chính thức nở rộ ra. Khe hở càng lúc càng lớn, vào lúc giữa trưa, mặt trời nóng bỏng. Đây là thời điểm ánh nóng mãnh liệt nhất trong ngày, mà thân cây cũng xảy ra biến hóa kịch liệt nhất trong lúc này. Chỉ trong một nháy mắt mà thôi, cả thân cây hừng hực như mặt trời, trói lọi đến cực điểm. Hơn nữa, màu sắc của nó thay đổi, từ vàng kim hóa thành ba loại ánh sáng, xanh biếc, trắng bạc, màu vàng. Trên thân cây cao khoảng bột trượng, sắc thái lộng lẫy, ba loại ánh sáng quấn quýt lấy nhau, chuyển động về quanh đó, trông vô cùng ảo diệu. Cho đến cuối cùng, dù là phiến lá hay là thân cảnh hoặc là sợi rễ đều như thế, không còn là một màu sắc nữa. Hoàng Ngưu trợn tròn há hốc mồm, lần đầu tiên nó nhìn thấy sự biến hóa như thế này, màu sắc lại khác biệt như vậy sao? Về phần đại hắc ngưu thì đang nghẹn họng nhìn trần trối từ lâu. Một hạt giống trong vòng một đêm lớn lên thành đại thụ, cuối cùng khi nở hoa thì màu sắc biến đổi, điều này thực là thần kỳ. Nhưng lúc này, bọn nó cũng đều thay đổi sắc mặt, bởi vì sau khi ánh sáng vọt lên, thực sự quá trói lọi phía trên ngư vườn cùng liên tục lóe lên ánh sáng ba màu ba loại màu sắc cuốn quýt lẫn nhau hình thành sắc thái lộng lẫy cả thân cây và cả nụ hoa đều như thế ba ba đúng lúc này nụ hoa bắt đầu nở rộ một tiếng vang thanh thúy vang lên bảo bình giống như là muốn vỡ ra toàn thân rạn nứt cái hở mở rộng đến tận đáy bình đại hắc ngưu và hoàng ngưu tránh ra đều lưu đến cổng không muốn chia cắt cơ duyên lần này của sở phong tranh 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 đột nhiên có tiếng động như là tiếng kiếm reo vang lên đột nhiên tất cả cánh hoa nở rộ trong tích tắc mở rộng ra phía ngoài ba loại màu sắc xen lẫn nhau mười phần sáng chói sông lên trời đó là từng luồng ánh kiếm chiếu rọi ngưu vương cung cực kỳ chói mắt lúc này ngay cả sở phong cũng ngẩn càng người sau khi cánh hoa nở rộ thì đúng là giống như từng thanh kiếm rất kỳ lạ có hoa văn dày đặc cực kỳ kinh người bang 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 từng ngay kiếm sồng lên giữa không trung mười phần lóa mắt chưa bao giờ thấy qua loại hoa nào cổ quá như vậy đại hắc ngưu ở phía xa lầu bầu nói hoàng ngưu thì cũng hiếp mắt lại xem xét tỉ mỉ chuyện nói thấy hôm nay quá kỳ dị ở thế giới của nó loại thực vật kỳ bí như vậy cũng rất là hi hữu loại cây bình thường đều nằm trong tay những đạo thống phù thượng có truyền thừa hàng mấy chục triệu năm sợi phong đứng dưới tàn cây ngẩng đầu nhìn lên hắn cảm thấy cực kỳ quái dị. Tại sao lần này lại không có phấn hoa rơi xuống? Bang! Đột nhiên, tất cả cánh hoa thu lại. Một lần nữa khép kín, một lần nữa hóa thành bảo bình, dài bằng bàn tay, Còn thân sáng lạ như là vật dẫn của đại đạo. Tại sao cánh hoa lại khép lại rồi? Hai con trâu đều ngạc nhiên vô cùng. Đột nhiên xảy ra dị biến. Nụ hoa đã khép kín lại, phát ra ánh sáng lung linh một lần nữa. Nơi miệng bình tràn ngập sương mù sau đó càng thêm đậm đà hơn, tụ mà không tan. Đến cuối cùng, nơi miệng bình giống như là một thác nước nhỏ, sương mù trút xuống dưới, rơi vào trên người sở phong. nơi là phấn hoa hình thành sương mù bảo vệ lấy hắn. Sở phong đã lột quần áo, đém qua một bên, tắm rửa bằng thác nước này. Sương mù từ phấn hoa tạo thành lan rộng trên người hắn, thấm dần vào cơ thể của hắn. Hương thơm tràn ngập miệng mũi của hắn, quá nồng nặc khiến cho hắn có cảm giác sắp phù hóa phi tiền, Hai chân đều giống như muốn bay khỏi mặt đất, mùi thơm ngát xâm nhập vào trong tinh thần. Tình huống gì thế này? Đại hạc ngầu trừng lớn một đôi mắt trâu, miệng há rất lớn, có chút không thể tin được. Ta còn muốn ăn kém một chút đấy. Nó đầm bẩm lỡ như có phấn hòa phiêu tán, cũng là lãng phí. Nó vào hoàng ngâu chờ chỗ này, chuẩn bị hấp thu chỗ dư thừa, không ngờ rằng sương bổ đó tụ và không tan toàn bộ đỗ chân lông trên người sở phong nở ra hắn đang vận chuyển phương pháp hô hấp hấp thu loại phấn hoa thần bí này bắt đầu tiến hóa đây là một loại hưởng thụ hương thơm không ngừng tràn vào cơ thể của hắn từng dòng nước nóng khuếch tán thẩm thấu vào bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn xâm nhập vào bên trong xương cốt toàn thân của hắn kích thích khí huyết toàn thân biến hóa hắn có thể cảm nhận được xương vụ từ phấn hoa tạo thành thập phần thần bí giống như là sinh ra để giúp cho sinh vật tiến hóa. Sau khi đi vào bên trong cơ thể người thì bị hấp thù trong nháy mắt. Ngay cả tảng phủ, xương cốt cũng không thể ngăn lại. Nhiệt lưu thẩm thấu vào bên trong xương tủy. Ở khắp mọi nơi, giống như tính nước nóng trong mùa đông giá lạnh, toàn thân vô cùng thử thái. Vị trí của sở phong hoàn toàn bông lung, bị sương vụ hình thành từ phân hoa vây quanh. Mặt sương vụ cũng là ba màu, quấn quít lấy nhau, bốc hơi mờ mịt hai con trâu đứng bên đều có chút trận tròn mắt chưa bao giờ chúng nhìn thấy đo hoa nào kỳ lạ như thế vân hoa từ miệng bảo bình trút xuống một tầng ánh sáng như sương mù phủ xuống giống như một thác nước cỡ nhỏ giờ phong vận chuyển phương pháp hô hấp tăng phủ trong suốt mười phần sáng lạng sau đó có lôi âm lượn lờ giờ phong không ngừng vận chuyển phương pháp hô hấp tăng phủ trong suốt mười phần sáng lạng sau đó có lôi âm lượn lờ lục phủng cụ tạng như mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt Hình đường cụ tạng đang chấn động dẫn theo huyết dịch chảy nhanh, kết hợp với huyết nhục đang rung động toàn thân treo vang đây là một lần tiến hóa mãnh liệt nhất tiếp theo đó xương cốt toàn thân của hắn đều đang vang lên dường như là đang bị kìm thạch đánh vào rất trói lọi chất xương trắng đoãn như là dương chi ngọc thạch trong xương tủy tràn ngập ánh sáng hừng hực thoạt nhìn tất cả cốt tủy được tăng cường trong nháy mắt tăng cường gấp 10, gấp trăm lần sau đó trung chuyển kịch liệt Cô Tùy đang tạo máu tươi thay thế cho máu cũ. Hai con trâu kinh hãi, sợ phong thế biến quá kịch liệt, mỗi một, một lần hấp thu quang vụ thì lỗ chân lồng cũng sẽ thải ra một chút đồ vật sền sệt. Thân thể của hắn đang run lên, đồng thời còn hòa với máu đen. Trên cửa của hắn có một lớp vật chất kỳ dị, có vẻ như là tạp chất, có thể dùng mắt thường trông thấy. Điều này nói rõ thiên hóa quá tấn mãnh. Thân thể sở phong lay động, hắn cũng không giật mình bởi vì hắn từng trải qua mấy lần tiến hóa, đã có kinh nghiệm và chuẩn bị tâm lý trước. Rốt cuộc, ta đã biết tại sao thắng nhóc này mới đột phá ba đạo công xiềng mà đã có thể làm thịt sử tử hoàng kim có tu vi cao hơn hắn. Mỗi lần tiến hóa đều mãnh liệt như vậy, muốn không mạnh cũng không được. Đại Hắc Ngưu cảm thán nói, sư tử hoàng kim đã đột phá bốn đạo công xiềng có thể nói là nhân vật bất bại trong số những sinh vật ở cùng cảnh giới công xưởng cấp 4 có tin đồn nói rằng những người đột phá nhiều hơn đó một đạo công siềng cũng không phải là đối thủ của nó. Kết quả, nó lại đại bại ở trong tay sở phong. Má nó chứ, sau khi hắn ta đột phá bốn đạo công siềng, thì có phải là ta cũng không còn là đối thủ của hắn hay không? Đã hắc ngưu lầm bẩm vốn dĩ nó rất là tự tin. Sau khi đột phá năm đạo công siềng, thì nó cảm thấy không ai là đối thủ của nó, ngoài trừ đám người ngao vương và lão sư tử. Bây giờ nghĩ lại, thì chắc chắn sở phong sẽ rất khủng bố, chưa chắc đã yêu hơn đó. Bà Bình rút xuống thác nước nhỏ trói lọi, bao phủ sở phong, không ngừng thẩm thấu vào bên trong huyết nhục tạng phủ. Trong sân tủy của hắn, quanh người hắn đều đang phát sáng. Lúc này thân thể của hắn đang chấn động theo quy luật. Ngũ tạng nổ vang, càng thêm sáng chói, ánh lòng lành, khiến cho tốc độ máu chảy càng kinh khủng hơn. Có tủy của hắn có một tầng ánh mắt chói mắt mà huyết nhục tính như là thần kim đúc thành bên trong ánh sáng lóng lánh kèm theo từng tia từng sợi hơi thở kiên cố bất hủ lão hắc tiểu hoàng chỗ này của các người bị gì thế có phải phát hiện bảo tàng muốn giấu giếm anh em không bên ngoài ngưu vương cung lại có khách tới thăm bị một đám thủ hạ của đại hắc ngưu ngăn trở nếu không đã sớm thông vào rồi hai con trâu thay đổi sắc mặt cùng nhau đi ra bên ngoài chúng ta đi ngăn bọn nó lại sợ tiểu tử phải cẩn thận Dị tượng chỗ này quá kinh nhân Trên nhà của ngưu vương cung bị thủng ra Ánh sáng lùng lình trói lọi Kinh động đến những sinh vật cấp vương khác May mắn là đang vào buổi trưa Ánh nắng trói lói Nếu như là trong đêm tối sẽ càng thêm bắt mắt hơn Bên trong ngưu vương cung sợ phong âm thầm may mắn Sau khi hóa thành đo hoa nở rộ Quang phụ bao vây lấy hắn Hương thơm đồng được cũng không có tràn ra ngoài Nếu không tình huống bây giờ Đã bị người ta phát hiện rồi nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm. Một khi những người kia xông tới thì hậu quả có mà lường được. Lão Hắc, có phải biết có chuyện gì giấu giếm chúng ta không? Lần này có mấy vị vương giả đi tới, muốn xông vào bên trong cung điện. Bọn đó rất là hiếu kỳ, muốn nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì. Anh em của ta đang bế quan đột phá, không muốn bị quấy rầy. Để một lát nữa hắn thức tỉnh, ta sẽ dẫn các người đi vào. Đại Hắc Cửu nói, nó vươn hai tay ra đứng ở nơi đó, ngăn tất cả mọi người lại đằng đằng sát khí. Sao ta lại có cảm giác có gì đó không đúng nhỉ? Để cho các anh em vào bên trong xem thử đi. Có người nói, ngay cả nóc phòng của ngư vương cũng đã bị phá hủy một mảng lớn, hiển nhiên bên trong có vấn đề. Sơn kê, chuyện này liên quan quái gì đến người, màu tránh ra xa một chút, đây là vương cung của riêng ta, người muốn xông vào hay sao hả? Đại hát ngưu quát lên. Hoàng ngưu cũng ngăn cản nói, ai dám xông vào trong gia tộc của ta đến lúc đó đừng có trách ta khẩu khách giáo đấy bây giờ bằng mọi giá không thể để cho đám người kia xen vào vốn dĩ đám người kia chỉ hiếu kỳ mà thôi bây giờ nhìn thấy hai con trâu muốn nổi giận cũng không muốn vạch mặt với bọn đó. tất cả đều vội vàng xua tay làm lành sau đó đứng ở ngoài cung thăm dò vào bên trong lão hắc thế nào rồi lúc này lại có vài con sinh vật cấp vương bị kinh động đã đến giữa sườn núi sắp chạy tới nơi đây cái này khiến hai con trầu lo lắng Có quá nhiều người đến đây Đến lúc đó bọn nó muốn ngăn cản cũng không được Bên trong ngư vương cung Sở phong hát to miệng hít thở Phun ra nút vào quang phụ. Lỗ trần lồng cũng như thế Hắn đang toàn lực ứng phó Vì hắn đã nghe được tiếng của đám người ngoài cửa Sau đó Hắn hút vào một hơi cuối cùng Tất cả quang phụ đều biến mất Toàn bộ dương bù đều chui vào bên trong cơ thể của hắn Hương thơm để cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều thoải mái. Cùng lúc đó, bảo bình giãn ra lần nữa, canh hòa cũng giãn ra, sau đó sáng chói đến cực điểm. À, lão hắc, trong phương cung của ngươi có bảo bối gì đó, yên tâm đi, anh em chúng ta cũng sẽ không cướp của ngươi đâu, chỉ muốn đi vào bên trong xem một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi mà. Có người kêu lên. Bởi vì bên trong ngư vương cung phát sáng một lần nữa, trói lọi đến cực điểm, hai con trâu thầm kêu hỏng bét vương giả giữa sườn núi cũng sắp đến nếu như bọn họ xông vào thì bí mật của sở phòng sẽ bị bại lộ có thể sẽ bị đám cấp vương này nhớ thương sáng rắc bên trong ngưu vương cung sau khi ánh sáng chói lọi tan ra thì canh hoa bắt đầu tàn lụi sau đó một cái gì đó rất nhỏ xuất hiện óng ánh trong suốt tràn ngập sương trắng đó chính là một quả trái cây đang tiến hành tiến hóa lần này ra là cái gì sở phòng nhìn thật chăm chú Lúc này phương giả giữa sườn đối đã đi lên Có người quen Cũng có khuôn mặt xa lạ À Nghe nói hàng con trâu này Là bạn bè trí cốt với sở phong à Một vị phương giả xa lạ Cười hỏi người đi bên cạnh đó Vâng Là quan hệ tâm đầu y hợp đấy Người kia gật đầu Ừ Chắc hẳn hai vị ngưu vương rất đau lòng chứ gì Tên sở phong đó quá kiêu căng Ta biết chắc là hắn sẽ không sống được lâu Bị người ta cường thế đánh giết ở phương Tây Đây là kết cục đã được định trước Người kia mỉm cười đều Mấy người bên cạnh đó cũng cười nhạt Nhưng người đi theo bọn đó cũng ngạc nhiên Không biết nói cái gì cho phải Bọn họ cũng hiểu rõ Trong năm quần viện trợ vừa mới tới Có mấy người có định ý không nhỏ với sở ba vương Trong ngư vương cung Sở phong nhìn chăm chăm vào hạt giống trên thần cây Ngầm nghiêng nó không ngừng sinh trưởng Để đó nở rộ ra hào quang ba màu Đưa chuyển ra từng luồng từng luồng sương mù Cả thân cây vàng càng ngày càng cứng cáp Sắc thái rực rỡ vỏ Cách thì nở ra giống như là một con rồng trà ngậm lên viên long châu tình hoa cả người của nó đều tập trung vào hạt châu kia đó là sự miêu tả chân thật trên thân cây thần bí ấy tất cả tinh túy của cả cây đều tụ tập vào viên hạt giống đó có thể nhìn ra cái cây giả này đang dần ảm đạm đi thần cảnh mất đi ánh sáng sáng bóng viên đá đang khô héo đi tất cả tinh khí thần đều áp dụng lên đỉnh thần cây đang bị sương mù bao phủ Đến cuối cùng thì phịch một tiếng động nhỏ vang lên. Cây xa bắt đầu rạn nứt, mà rất nhiều viên đá tương tự như kiếm thể đã bị triệt để mất đi sức sống. Sợ phong kẽ thổi nhằm một cái, không ít viên đá rơi lá rơi lả tả xuống dưới, rồi sau đó cũng tự động vỡ nát giữa không trung hóa thành tro tàn. Điều này thật khiến cho người ta kinh dị. Phải biết là trước đó, những viên lá này đều dường như được đúc thành từ kim loại. Lúc đụng vào nhau còn phát ra tiếng lang cang vang dội bắn ra anh kiếm sáng chói nhưng mà bây giờ bọn chúng lại tan thành bầy khói chỉ trong nháy mắt cả cây đều trụi lùi chỉ còn lại có hạt giống nằm trên đỉnh cành cao nhất hiện tại đã gần chín vọng có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của nó bảo bình sợ phong ngạc nhiên chỉ một hạt giống và thôi sao có thể trưởng thành thành loại hình dạng này kia chứ nếu là đủ hoa thì cũng thôi đi đúng là có loại hoa mang hình dạng như vậy nhưng đây lại là hạt giống Vậy thì hình thủ quá quái dị rồi Hắn chưa từng nghe nói qua Nhất là khi xem xét tỉ mỉ Cái bình này lại không đặc ruột Bên trong đó có không gian Có thể chưa được nước Sợ phong gần cả người Chuyện này quá kỳ lạ Hạt giống dài hơn một tấc So sánh với mấy lần trước mà nói Thì hình thể lần này của nó quá lớn Lại dài tới tận 6-7cm Trăng rắc Cây già cứ như đã trải qua Thời gian một vạn năm vậy Cả thân của nó đều khổ héo sắc thái rực rỡ ẩn vào bên trong, xuất hiện những vết rách tỳ tỳ chằng chịt. Tinh hoa sau cùng của đó đã chuyển vận vào trong hạt giống kia. Đúng là chuyện thần kỳ trên đời, một đêm lớn thành cây to đã tan đội chỉ trong trước mắt, giống như dồn nén những năm tháng dài đằng đẵng vào trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cuối cùng cả cái cây già đều tan rã, đứt toát ra, không còn lại chút hào quang nào. Cứ như một con rồng già đã đi đến đoạn đường sau cùng nó phun ra lòng châu để lưu truyền cho hậu thế, bản thân thì triệt để bị hủy diệt. Cho dù là gốc rễ cũng như thế, đã tàn rã toàn bộ rồi. Ba, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, cả thân cây đều bị phá nát, hóa thành tro tàn, lạ tả rơi xuống. Viên hạt giống nọ cũng rơi theo, bị sửa phong nhẹ nhàng tiếp lấy, nắm chặt vào lòng bàn tay. Toàn thân của nó đều long lánh trong suốt, có ba loại sắc thái. Hình thể màu trắng vuốt làm chủ đạo, mà trên đó thì có thật nhiều điểm lốm đốm, phân biệt là màu vàng và màu xanh lá, hình nhìn như là một chòm rau đang xếp lại với nhau. Sở Phong càng nhìn thì càng cảm thấy cổ quái. Bảo bình đẹp đẽ mà tinh xảo này đúng là trống rỗng, có thể bỏ vào một chút thứ, một hạt giống lại có thể mọc ra thành dạng này. Chỗ đai bình vốn kết nối với cây già, thế nhưng sau khi tróc ra, thì nơi đó bóng loáng như ngọc, không có tỉ vết, nhìn không ra dấu vết đã từng sinh trưởng trên một gốc thực vật. Sở phong đặt quan lật lại quan sát thật cẩn thận. Nó như là một kiệt tác nghệ thuật xuất chúng được bậc thầy chế tạo từ thủy tinh, quả thật rất khó tìm ra tỉ vết. Thân hình cao hai tấc, nó có màu trắng nõn, trên đó hiện ra hình ảnh các chòm sao trời, các chấm màu vàng ít ỏi hiếm có, trông có vẻ giống như mặt trời. Các chấm màu xanh biếc thì khá nhiều, cứ như là những hành tinh bình thường càng quan sát càng cảm thấy không hề đơn giản. Sợ phong thám trừng trên tay, nó nặng hơn so với loại kim loại bình thường. Hắn lấy tay bóp bóp, cảm thấy nó còn rất cứng nữa. Hắn này ra sáng kiến trong lòng, quyết định lấy võ công tinh thần khống chế nó thường một lần. Trong nháy mắt, trên trán của hắn tràn ra năng lượng tinh thần, cứ như ánh hào quang đang nhảy múa. Bảo bình bay lên, thoát khỏi lòng bàn tay của hắn mà lơ lửng giữa trời. Hắn đột nhiên thúc đẩy một cái, trong bảo bình lại chuyển ra tiếng kêu ngân dài sau đó thì nhanh chóng bắn ra ánh kiếm trong chớp mắt đã chém đứt cả vách tường của đại điện quá sắc bén đây là tính huống gì thế này sợ phong giật cả mình hắn chỉ sử dụng ngự kiếm thuật như cách dùng thanh kiếm màu đỏ mà kết quả bảo bình lại có khả năng như vậy đây là một món bình khí chứ không đơn giản chỉ là một hạt giống mà thôi hắn cũng có thể đoán được rằng lần sau hẳn còn có thể trồng ra cái gì đó. Sợ phong tử lại thực hiện một lần nữa, phát hiện chỗ miệng bình trào đền anh kiếm quang. Vì lực còn mạnh hơn cả khi hắn khống chế phi kiếng màu đỏ rậm một bậc, thứ này cũng rất là khó lường. Sau đó tầm điểm của hắn khẽ động, bảo bình long đánh trong sáng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn vận dụng võ công nhục thân, khiến cho toàn thân phát sáng, trồng cực kỳ chói lọi. Hắn đang rót năng lượng thần bí vào trong bảo bình đó là năng lượng sản sinh từ nhục thân nó vận chuyển theo phương pháp hô hấp hiện tại được rót vào trong bình một cách trơn tru không hề trở ngại tiếp đó sợ phong cầm bảo bình trong tay ném mạnh ra phía bên ngoài nó trực tiếp phun ra một mảnh ánh sáng rừng rực cứ như là thác thần rút xuống đập xuyên cả vách tường của ngư vương cung sau đó bay vút về phương xa năng lượng này kỳ thật là kinh khủng sợ phong giật này cả mình cái này không chỉ thích hợp cho võ công tinh thần mà cả nhục thân cũng có thể vận dụng. Cái bình cao hai tấc sáng long đanh này thật sự quá thần bí. Hạt giống hay là binh khí, đây là bảo vật hiếm thấy trên đời. Hai mắt của sở phong bắn ra hai tia sáng. Hắn nhìn chăm chú vào cái bình nhỏ xinh xắn và đẹp đẽ ấy, cực kỳ hài lòng. Thứ này tuyệt đối không được phép đánh mất. Hắn còn muốn thử phương pháp dọn cả cùng năng lượng tinh thần và nhục thân vào bình, xem uy được ra như thế nào nhưng thời gian lại không cho phép hắn làm thế. Bên ngoài ngưu vương cung đã đến một vài vương giả. Hai con sâu sắp sửa không ngăn được rồi. Hắn để bảo bình và hai hạt giống kia vào cái hết trong hộp, cào ba tấc nọ, đóng nắp lại. Trên mặt đất, những tinh thạch đỏ kia hoặc đã hoàn toàn mở đi hoặc đã bể nát, không còn lại mấy khối lành lặn. Năng lượng bên trong cũng đã bị tiêu hào hết bảy tám phần. Cảm thụ sự biến hóa của bản thân, sinh cơ trong cơ thể đã bừng bừng. Sở Phong đột nhiên dùng sức, hắn bắt đầu thăng cấp, thử kéo đứt công xưởng thứ tư, tư trong cơ thể mình. Phịt một tiếng, giống như giấy xích kim loại bị kéo căng ra, sau đó đột nhiên đứt phăng đi. Thậm chí ở Sở phòng nhìn thấy rõ ràng từ bên trong, chỗ tay trái của hắn có một sợi xưởng xích nhìn từ đồi điện đã bị kéo đứt, không cách nào lại trói buộc hắn nữa một dòng nước ấm và ánh sáng như là núi lửa phun trào từ chỗ tay trái của hắn đã lan tràn ra toàn bộ cánh tay sau đó phóng tới mọi nơi trên toàn thân chỉ trong nháy mắt thôi mà sở phong lại có cảm giác như đã thoát ra được khỏi buồn lầy toàn thân của hắn nhẹ bỗng lên cảm giác như bản thân đã được giải thoát được buông lỏng toàn diện sẽ đứt công xiềng trong cơ thể cả người đều nhẹ nhàng hẳn đi cơn như bay bổng lên đồng thời lấy tay trái làm trung tâm tràn ngập ra năng lượng thần bí kinh người lan tràn ra ngoài thân lần này sở phong thừa thế sông lên không mấy khó khăn là đã bất đứt sở công xiềng thứ tư trong cơ thể của mình trong nháy mắt hắn đã mạnh lên rất nhiều mỗi lần kéo đứt công xiềng thì sẽ thu hoạch được một loại năng lượng tương tự sở phong nâng tay trái lên trong tích tắc lòng bàn tay tràn ra hổ quang điện sau đó lại thành hình trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một cây trường màu sấm sét chuyện này khiến cả bản thân của hắn cũng khá giật mình. Năng lực lần này không khỏi quá kinh người rồi. Hắn có thể cảm nhận được trường bầu trong tay trái khủng bố đến cỡ nào. Nếu thật sự ném mạnh ra ngoài, đoán chừng sẽ tạo thành tổn thương vô cùng nghiêm trọng và đáng sợ cho kẻ thu. Cuối cùng, sợ phong thu năng lượng thần bí lại, điện quang đã tiêu tán. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.